Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Ôi buông ra coi, cái thằng này nó là ngay, buông ra. Đàn ông, mày có phải là con người không? Đó là con ruột của mày đó, mà sao mày tàn nhẫn với nó vậy? Chứ bây giờ ba muốn sao? Ba muốn tôi đội nó lên đầu, hầu hạ tao suốt đời hả? Ba thấy chướng mắt á, thì ba nuôi nó đi nè, nuôi đi. Không, nó là đứa con mà mày rứt ruột đẻ ra đó. Vậy mà còn đối xử với nó, cạn tàu ráo máng như vậy đó hả? Nhưng mà chồng mới của tôi không có thích nó. Cái mặt nó y chang thằng chồng cũ của tôi, càng nhìn càng chướng mắt. Mày tưởng thằng chồng cũ mày nó thương mày lắm hả? Nó thương mày nó không bao giờ cắt đứt tình máu mủ như mày với con mày đâu. Đã một lần gãi gánh rồi, vẫn còn mê muội mê trai. Tao nói rồi nha, hôm nay mà mày bỏ nó thì mày cút luôn, mày đừng có về nhà này nữa nha chứ. Không cho về thì khỏi về. Ba mẹ làm như tôi cần hai người lắm vậy. Nè, ở nhà với bà ngoại đi con. Bỏ, bỏ. Bỏ, ngoại cưng. Mày làm cái gì mày để cơm canh nguội lạnh hết vậy hả? Dạ, em đưa bé Bo về nhà mẹ. Mày đưa bé Bo về nhà mẹ? Bộ nó không có tay có chân nó tự đi hay sao mày phải đưa nó đi? Anh ơi, con em nó còn nhỏ sao em để nó đi một mình được? Mày cãi tao nữa hả? Hả? Tao nói mày nghe chưa? Thứ vợ như mày là không được cãi chồng. Mày hiểu không? Em biết rồi. Em xin lỗi. Cái thứ như mày á, lấy được tao là may mắn phước phần của mày rồi. Liệu mà sống cho tốt. Bây giờ tao đi nhậu, lát nữa về phải có cơm canh đàng hoàng cho tao. Liệu hồn mà nha mày. Con suy nghĩ kỹ lại đi, con đừng có lấy cái thằng đó mà. Tánh nết của nó giống y như là thằng chồng trước của con vậy đó. Nó vũ phu lắm, con lấy nó rồi sau này con khổ nữa. Tội nghiệp cho bé Bo lắm con. Im đi, con sướng hay khổ con tự chịu. Ba mẹ đừng có xen vô. Cơm tới nè. Ơi, chết cha. Trời đất ơi, cái gì vậy? Rớt cái chen. Ủa? Mũi gì mà kỳ cục vậy nè? Ủa? Sao con ngồi vậy đứng vậy con? Vô ơi, vô. Vô đừng có đánh mẹ con mà vô ơi. Vô đừng có đánh mẹ con. Bo ơi, ai đánh mẹ con nói cho bà ngoại nghe đi con. Dạ mẹ con ơi, chồng hôm nay. Bo. Ông ngoại nè, đừng có sợ nữa con. Con, nè ông ngoại nè, con đừng có sợ nữa nha. Sao, con nói cho ông ngoại nghe. Sao, hết sợ chưa, bình tĩnh nha. Con có thương mẹ con không? Dạ có. Vậy thì, bà nói cho ông bà ngoại biết đi. Dạ, ông bà ngoại ơi, cứu mẹ con với. Trời ơi là trời. Cái nước gì mà lạnh ngắt vậy? Mày tính giết tao hả? Vậy thôi để em vô trong em pha nước lại nha. Nè, giờ tao biết vì sao á, thằng chồng cũ nó bỏ mày rồi. Mày không có làm được cái tích sự gì hết. Suốt ngày chỉ biết ăn bám kể lể khóc lóc với lại xin tiền thôi. Ê, mày tính đi đâu vậy? Tao hỏi mày không trả lời. Bây giờ thích câm không? Tao cho mày câm luôn. Đủ rồi nha. Tôi nhìn nó đủ lắm rồi đó. Bây giờ cuối cùng tôi phải làm sao mới vừa lòng hả? Mày ngon không? Bữa nay mày dám trả treo tao hả? Tôi cãi thì nó tụi trả treo. Tôi im lặng tôi đi thì nó tụi khinh anh. Có người chồng nào coi vợ mình không bằng một đứa người ở trong nhà không? Bữa nay mày hổn với tao hả? Mất dạy! Mày! Cái thằng ô kìa! Mày ai cho mày dám đánh con gái tao chứ? Hả? Ủa ba mẹ? Sao ba mẹ lên đây? Tại sao mà con bị bạo hành như vậy nè? Mà con không nói với ba mẹ tiếng nào hết vậy hả? Dạ, con xin lỗi. Tại hồi trước á, con một hai đòi lấy ảnh. Con còn nói là sau này sướng khổ gì con tự chịu. Bây giờ con không dám nói. Con gái của tôi, sao con khờ quá vậy hả? Nếu mà bé Bo nó không nói mà mẹ cứ tưởng con hạnh phúc, bỏ rơi luôn con ruột của mình. Bé Bo đâu rồi mẹ? Bà mẹ nghe xong á, gửi bé Bo nó cho hàng xóm rồi chạy lên đây liền nè. Bà nói với con à, bất cứ lúc nào con bị cái gì con cũng phải báo cho bà mẹ biết chứ. Ba mẹ có giận con cái gì cách mấy cũng chửi con vài tiếng là xong, chứ đâu phải những cái ngữ này. Nó đánh đập hành hạ con, không lẽ con ở suốt đời với cái thằng ô dịch này sao hả? À, này ông già, ông ăn nói cho đàng hoàng nha. Con gái ông nó lấy tôi thì nó phải theo tôi. Ông có não không mà ông phát ngôn như vậy hả? Con gái tao là vợ mày, bắt buộc phải ở với mày. Nhưng mà mày đối đãi hành hạ nó như vậy, mày có xứng đáng làm chồng không? Mày nhớ là đi, lúc nào đó mày tới nhà tao, mày xin xỏ, mày hứa là chăm sóc chiều chuộng nó suốt đời. Mà bây giờ mày về mày coi nuôi nó kìa, ôm vô ôm nhách như vậy nè ha, hành hạ nó như vậy nè. Mày có xứng đáng đàn ông chưa? Mày xứng đáng là con người chưa? Sao tôi không xứng đáng là đàn ông hả? Ông muốn trách tôi á
thì ông phải nhìn lại con gái ông kìa. Nếu mà nó ngoan hiền giống như con gái nhà người ta thì tôi sẽ cưng chiều nó hết mực. Còn đằng này hả, nó vừa nghèo mà vừa ít học nữa. Mà tôi nói tới nó là cái mỏ nó táp lại. Nó không có tôn trọng tôi thì tôi lấy gì tôn trọng nó không nha. Thời buổi giờ mày biết nè, mày muốn người ta tôn trọng mày thì mày phải tôn trọng người ta chứ. Mày biết thời buổi là thời buổi gì chưa? Đâu phải là chồng chúa vợ tôi. Chứ... Đi về, con đi về đi. Bỏ nó đi con, lấy gì nó liền đi con. Mình đi về. Ê, bà bày đặt chỉ con bà ly dị nữa hả? Mày ngon mày ly dị tao đi. Rồi mày mang tiếng hai đời chồng á, thử thằng nào còn dám lấy mày. Tôi thà mang tiếng hai đời chồng còn hơn sống với một người như anh. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Cưới tôi trả cho anh đó. Ly dị đi. Tao nói cho biết nha, cái ngữ như mày á nên sống một mình suốt đời đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, có sao không vợ? Vợ ơi, vợ, trời ơi, trời ơi, có ai không cứu vợ tôi nha, có ai không? Alo, có ai? Trời ơi, mấy cái này mà anh cũng